Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel mình là đi đây và hôm nay mình sẽ tiếp tục với lại tựa game Lockfruit nha. Thì lần này mình mới suy nghĩ ra, nói chung là một thứ cực kỳ mới luôn nha các bạn. Không phải là mới mà gọi là mình tính làm khi mà Phật tổ còn một giọt máu các bạn. Đó, là mạnh như thế nào đó, nhất là cái chiêu B nè. Mình thích nhất là cái chiêu B nè. Đây, cái chiêu B Rolly nè, Rolly tiến hóa nè bạn. Đó, đây. Đó, vậy là khi mà mình còn một giọt máu bạn. Để coi Rolly, cái chiêu B nè, Rolly có gọi là phải gọi là ác quỷ Rolly thức tỉnh không nhá bạn. Đó, tại sức mạnh Rolly phải gọi là khủng khiếp luôn hả bạn. Đó, kiểu vậy. Đó, bây giờ từ từ để mình lấy cái áo râu đen nhá bạn. Cái áo râu đen mới gọi là búp cho trái quỷ chuẩn luôn. Là vậy. Rồi, áo râu đen đâu rồi. Xong mình sẽ thử BB với Phật tổ nhá bạn, cho bo BB với Phật tổ. Coi ai sẽ là người chiến thắng. Tại có nhiều bạn kêu là dùng thử Phật tổ nè, với lại cái Clover 2 nè, coi BB có mạnh hay không. Đó. Và mình sẽ kèm theo luôn nhá bạn, mình sẽ kèm theo đó chính là gì? Cái dây chuyền. Xong mình không lấy dây chuyền ta, mình bút cái này chi. Mình sẽ thử cái dây chuyền hồi máu luôn nhá bạn, để coi mình có gọi là bất tử hay không. Đó là vậy. Mà hiện tại là mình không có đủ điểm nhá bạn, nên mình chắc mua bằng Robux. Hình như là mình còn như ta. Gì? À, mình đang còn 110 Robux nè. Rồi mua được lần nè, thôi reset luôn. Ok. Giờ 2000 vô trái quỷ trước, bắt buộc nhá bạn, bắt buộc. 1999 chứ lộn. Đây. Để coi mạnh như thế nào rồi, đúng không? Rồi tiếp theo chắc mình chia đều ha. 2858 thì mình nghĩ là sao ta? Chia sao đẹp ta? 1400 trước đi ha. Mỗi bên 1400 đi, 1400. Rồi dư 58 điểm mình nghĩ là cho máu luôn đi. Thôi cho melee đi ha. 7100 chắc đủ rồi. Ok. Rồi. Rồi giờ thử nha. Thử Phật tổ còn một giọt máu có phải gọi là Broly, gọi là chuẩn Broly không nhá bạn. Nếu mà chuẩn là Broly nữa là tuyệt vời luôn bạn, cực thích luôn. Đó, rồi mình có cây cung luôn đi. Cây cung giờ mà chắc mình không xài nữa đâu. Mình chuyển qua Phật tổ luôn đi, mình đang thích Phật tổ. Rồi đi. Rồi. Đi nè. Đầu tiên là bật lên trước, quên. Đầu tiên bật lên trước không, Haki tắt Haki đi, Đó, rồi giờ mình biến nha. Ơi. Hải quân mà ok. Rồi nè, biến lên trước nha. 1800 máu nha bạn, thấy chưa? Ui. Bình thường biến hình thôi là 1800 máu rồi đúng không? Ui, đã chưa? Chưa biết. 2003, chuyến 2003 nè. Chuyến 2003 chiêu C. Ủa? À theo hướng chuột. Ok. Chưa lộ. Chiêu C, vậy mình quay đầu lại bên này đã. Là trên từ chiêu Z. Chiêu Z này là 1800 nè. 2003 đúng không? Tới chiêu C. Rồi. 4004. Chiêu C mà 4004 thì chiêu V chắc bỏ toàn á. Thiệt luôn á. Đúng rồi bạn. Trời ơi, chiêu C mà đã 4004 rồi mà chiêu V là mình nghĩ là đỉnh cao luôn á. Ôi, rồi con bo chắc reset đi. Để cho con bo đầy máu nha bạn, để cho con bo đầy máu đi, xong mình xài một chiêu V thử nha. Đó, cho nó nhanh. Tại hồi nãy là mình như là mình cũng nhớ rồi từ từ Z 1008 nè. Tại mình không nhớ rõ nha bạn, nhớ hao hao thôi. Xong rồi X là 2003 đúng không? X 2003. Rồi C là 4004, đó. Đó, mình nhớ vậy thôi nha. Rồi về tới chiêu V. Đó, mình lưu vậy luôn cho nó nhanh nha bạn, để lát hồi mình kiểu mình bật khi còn tí máu á, mình bật nhiều chiêu luôn cho nó nhanh, chứ không thôi là sẽ lâu clip á. Rồi bây giờ chiêu V nha. Còn bo coi còn như máu là trừ nha. Chứ chiêu V mình bay lên là chắc chắn không thấy rồi. Đây. Trời la kìa, Trời. Còn như máu. Nhiêu? Chết không được đâu. Còn 4200 máu, đang nhiêu máu đó? 10000 tròn. Mà còn 4200 là 6000 máu đó các bạn. Lại là chưa còn một giọt máu đó nha. Trời ơi ghê chưa? Ê, nghi bo toan quá à. Thì mất 10.000 máu luôn á. Khi còn tí là mình nghi là mất 10.000 máu luôn á. Rồi bây giờ mình cầm bo lên nha, lướt lên. Nhiều á. Cái chiêu Z này là mình chịu luôn á. Chiêu Z này hả? Là nhiêu? À 2k đam. À chiêu F 2k đam. 2.000. Đó. Độ 20.000 nữa. 2.000. Ui. Nói chung chiêu Phật tổ chiêu nào cũng khủng luôn á bạn. Đúng không bạn thấy không? Tính ra chiêu Phật tổ là chiêu nào cũng khủng luôn. Từ từ giờ mình dậm nha. Bây giờ mình nhảy nha. Đây. Nhảy 600 đam. Thấy chưa? Mình nhảy không là thằng bo đã mất máu luôn rồi đó. Đã chưa? Rồi bây giờ mình sẽ cho con bo đánh còn tí nha. Xong rồi mình sẽ xài chiêu biến bự.
Đó, đây, xong mình sẽ xài chiêu dép sau. Rồi, đá đi, nhiêu á? Đá ngàn, ngàn mốt đúng không? Ok, đá tiếp tiếp tiếp. Cái nữa. Rồi, rồi, rồi. 2.800 nha. Một biến hình 2.800 tiếp. 3.000, ủa? 3.000, à 3.500, ok 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 ok. Vậy là dép 2.800 nè, ui từ 1.800 lên 2.800. Còn chiêu ít từ 2.300 lên 3.500 nha bạn, đó. Bây giờ tới chiêu C nè, bây giờ tới chiêu C nè. Con bố nè. Mình nghi nghi con bố quá à. Tới chiêu C là bo toan luôn á. Rồi để bo reset đi nha bạn. Chứ hồi máu lâu quá, thằng bo không mang cái dây chuyền hồi máu nhanh á. Nên hồi máu hơi lâu. Là vậy. Rồi giờ đợi con bo đầy máu một cái. Rồi mình sẽ xài chiêu C nha. Rồi đó ra đá luôn đi, chắc hồi đó. Nãy giờ hồi chưa ta? Chắc hồi đó. Chiêu C nãy là 4.400 nha. Chiêu C 4.400, còn chiêu chiêu B là 6.000 máu. Đó, đá 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 tiếp tiếp. Ui giảm đau kìa, đá không không đau lắm kìa. Ui đau đau nha, đau nha. Tiếp tiếp. 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 Ê, từ từ. Rồi 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 cái nữa. Đấy. Ừ. Nhiêu? Trời. Ôi, còn nhiêu mắt? Còn nhiêu mắt? Còn 3.300, 10.000, còn 3.300 là 7.000 mấy, ở 6.000 mấy. 3.300 đúng không? 10.000 lại là 6.700 nha bạn. Vậy là chiêu C tới 6.700 luôn, thằng bo còn 3.300 đúng không? 10.000 máu. Ờ còn 3.300 là 6.700 lần. Trời ơi. C. C 6.700. Ủa mình nghi chiêu B. Chiêu B là bo hết máu luôn á. Chiêu B là bo hết 10.000 máu luôn á. Ôi. Kinh thật sự luôn á. Rồi giờ hồi nè. Giờ đợi bo đầy máu đi. Rồi reset đi kìa. Reset đi, reset. Rồi nè, nè nè đây đây đây. Cái chiêu làm nên tên tuổi nè của Phật Tổ đó bạn, thành thành Super Saiyan huyền thoại Broly luôn nè. 1V là trắng cây máu luôn nè, thiệt sự nè. Rồi đánh đi. Nè nhìn nha. Ê hết, thấy còn máu đỏ là bật Haki né đi nha, không thôi là chết đó. Hay là chịu chịu ta chịu, hay là chịu chết luôn. Hay là chịu tan luôn. Từ từ cái nữa đó. Nè. Hư Broly. Broly biến hình. Còn nhiêu? Thôi, à, còn nhiêu? Bo còn 2.600 nha bạn. Ui. Ôi ôi. 2.600 đúng không? Trời ơi là trời, vậy là 7.400 máu. Trời. 7.400 máu luôn á. Ui. 1V gần trắng cây máu luôn. Trời ơi là trời, mạnh chưa? Ui. Đã thật sự luôn. Đó, đó chính là Phật Tổ nha bạn. Thì khi mà mình một combo thì các bạn thì bo toan là chắc chắn rồi bạn thấy chưa? Tại 1V là mình đã sắp tiêu diệt bo luôn rồi. Bây giờ bật Haki lên. Đó. Bây giờ là mình chơi có Haki nha. Ơ, mình quên chiêu F nữa đúng không? Ờ, quên chiêu F nữa. Rồi thôi, tắt Haki đi. Rồi tắt Haki đi, tắt Haki đi. Rồi, lại. Quánh đi, quánh ngồi tí đi. Để xài chiêu F luôn nha. F, tiếp, cái nữa. Cái nữa. Rồi. Đụng 3.700. Chiêu nào cũng gọi là chất lượng hết nha. Rồi. Rồi bây giờ để con bo đầy máu. Bật Haki lên xong rồi mình sẽ dồn một combo vô luôn full Haki nha bạn. Ha. Chứ bây giờ mà mình xài từng chiêu vô mà bo có Haki nữa thì kiểu hơi lâu á bạn, hơi lâu cho các bạn tí đúng không? Tại mình tại vì mình còn làm BB nữa mà. Mình sẽ thử BB với lại Phật Tổ khi xài cái hồi máu nhanh luôn mà. Đó là vậy. Đánh mình chỉ đứng yên, mình chỉ đứng yên mình đánh như bo luôn á, mình không xài gì luôn á. Đó. Rồi nha bạn. Rồi bây giờ thằng bo. Rồi bật Haki lên. Rồi bây giờ quánh mình còn tí mình dùng win combo vô luôn nha. Đây. À quánh đi. Rồi từ từ biến bự trước đi đã. Quên. Rồi mình trừ chiêu Z luôn nha, tại vì chiêu Z biến bự sẵn rồi. Quánh đi, quánh đi, quánh đi. Nữa. Nữa. Lát hồi tự la vô nha, lát hồi tự la vô nha, tại vì đánh văng á. Đây. Đây. Rồi hết rồi, hình như là hết rồi bạn ơi. Còn nhiêu? Còn ôi còn tí máu thiệt các bạn, mình là mình chưa xài ép luôn á nha. Với lại cái V3 nó hết các bạn, hết vừa lúc mà mình vừa xài chiêu V luôn á là hết luôn nha, thôi là bo toan thiệt luôn á. Một combo Phật Tổ luôn á. Ôi mình không tin được luôn, Phật Tổ mạnh thật sự các bạn ơi. Ôi, Phật Tổ đúng OB luôn á. Đam ảo thật sự. Rồi bây giờ nha, thử lần cuối nha. Làm bo bờ Haki đi. Quánh mình còn tí máu cho mình xài một chiêu V thôi là đủ ha. Đó. Thì cho bo bờ Haki luôn. Cho bo bờ Haki xong rồi mình xài đúng một chiêu V khi còn tí máu thôi, coi như máu là biết liền ha. Đó là vậy. Xong rồi mình sẽ đi BBB với bo. Mình sẽ kết hợp cho các bạn coi với lại cái áo cái mà hồi máu nhanh á. Coi Phật Tổ bất tử không nha. Rồi quánh đi, quánh còn tí đi. Quánh, quánh, quánh. Quánh. Cái gì vậy? Nữa. Nữa.
từ 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 nè 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 nữa rồi đây. Còn nhiêu thấy chưa, trời ơi cô bạn chưa có haki rồi nha, một chiêu b đó rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi bb với bo thử, với lại mình sẽ kết hợp với lại cái hồi máu nhanh này cho bạn coi nè. Thì cái này thì có cái áo này tăng đam cho gì rồi nên nên vật tổ mới mạnh thôi. Còn bây giờ mình sẽ thử với cái áo mà cái đó tên gì ta, hai cái đó tên gì quên rồi, ai do toàn mình rồi, cái đó tên gì ta, đây đây, leo gì nữa, bật lên đó có chưa. Ủa cái leo là gì vậy, ủa từ từ, ủa đang mạo chàng hèn chi. Đây đây cái leo này là chuẩn nè. Đây đúng không? Ủa đâu rồi? À đúng rồi, bay chuẩn rồi. Rồi đi 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 BB nè, đi đi qua kia. Để coi rồi ai sẽ là mình thì mình đương nhiên là mình thua là chắc chắn rồi nha các bạn. Tại vì sao? Tại vì mình một là thua cấp thằng Bo, thua tới 300 cấp lần, hai là mình 2-5. Đó là vậy. Nên thôi nhưng mà cứ BB thử coi Phật tổ mạnh như thế nào thôi. Cũng được. Rồi, vô. Mình nghi là mình thua á bạn ơi, thua chắc luôn. Tại vì mình như mình nói đó, như mình nói nãy đó, mình thua bo tới 300 cấp, thua bao ti luôn là hiểu rồi. Vô. Trời ơi, mình bự còn hơn cái bùa xanh này luôn mà. Ê từ từ. À. Ờ à, ok tắt tắt. À rồi rồi. Ấy. Ấy rồi, 3 2 1. Rồi lục như cũ nha, từ từ. Lục như cũ, không haki né, không V3 và không ra khỏi dòng nhỏ này nha. Không ra khỏi cái dòng nhỏ này nha. Ê tính là mình đứng giữa, mình đứng đây là thằng bo khỏi né luôn chứ, lướt ra ngoài là thua nha, trừ khi bị đánh ra ngoài thôi. Rồi 1 2 3 vô đó, giờ mình đứng mình cào đó, mình đứng mình cào hả bạn ơi. Đó bạn thấy không, mình đứng mình cào không thôi là đủ rồi, cũng đủ tán bo rồi. Thấy chưa, trời mạnh thật sự luôn bạn ơi. Đó né hộ, né hộ chồng, né hộ ở chồng ha. Né hộ ở chổng nè. Cái gì vậy? Ôi mất chiêu luôn kìa, ảo vậy. Trời cứ đá ơi, người ta chưa vô thôi, hồi nãy nó giao rồi nha, người ta chưa vô mà cứ đá văng ra ngoài. Rồi rồi. Vô 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 vô. Ôi. Ai da. Hồi máu nhanh không? Hồi máu nhanh đó, được, hợp lý. Đó. Đâu rồi, hồi quỷ bo đâu rồi? Đó, giỡn. Giỡn. Toàn chỗ toàn liền luôn kìa. Bạn thấy chưa, thấy mạnh chưa? Bạn thấy Phật tổ đúng mạnh luôn hết thật sự. Nếu mà BB nha, Phật tổ, các bạn không? Cộng thêm dây chuyền nè. Rõ bạn không? Là máu hồi liên tục luôn. Đã thật sự luôn á. Ôi, rồi tiếp nè, trận cuối nè. Ghiền ghiền, để hồi máu cái, để hồi máu cái. Đã chưa, đã chưa? Tại vì các bạn biết không, Phật tổ khi các bạn miếng bự á, là đã được giảm đam rồi nè. Đó, đó là cái thứ nhất nha, giảm đam là hơi bị đã luôn rồi đúng không? Cái thứ hai là gì, là các bạn được tăng tầm mà các bạn đứng đứng cứ đứng click không đánh là đủ mất máu đối phương rồi đó, cái đó cái thứ hai. Cái thứ ba là cái chiêu Phật tổ, bạn chiêu Phật tổ tỉnh bá quá thật sự, mạnh thiệt luôn á. Không tin được mà hơn BB đây là không có mất máu nên cũng đỡ là vậy. Rồi vô hello, không mất máu, không mất bò ti, lộn không mất bò ti. Rồi 1 2 3 vô. Vô. Gì vậy? Gì ghê vậy? Gì vậy? Ê! Ê! Cái gì vậy? Ghê vậy? Trời vô mình cái còn tí kìa. Ghê vậy? Ghê gì trời? Ôi! Đây nó kỳ nha, từ từ chưa biến bự mà. Tự nhiên vừa biến bự vừa đi vô, bo combo trước rồi. Kiểu mình vừa đi vô, tao vừa... Dạ, yeah, thấy nên vừa đi vô cái dòng không? Vừa biến bự đi vô cái dòng, cái tự nhiên cái nó quăng cái ma đứng trước luôn, cái đứng nhìn luôn. Trời chơi game kìa. Rồi, nè, đếm lại nè, nhìn kỹ lại nha. Lát hồi coi lại kỹ đi, tự nhiên vừa đếm xong lại đi vô cái dòng đúng không? Mới bật Phật tổ đi vô cái dòng, cái con bo combo đứng luôn. Thôi, ăn gian quá, thằng bo này ăn gian quá. Sợ thua rồi. Đó mấy không nè, đếm hồi ba nè, xong vừa mới Phật tổ, vừa mới đi vô cái dòng này cái combo. Nãy giờ chưa? Trời thua đúng không? Một đều rồi, từ từ nha. Đây nè, đó, rồi nè, chuẩn bị nè. 1 2 3 đó. Đó. Là vậy,
Vậy thì còn mày ra, tự nhiên nãy mới vừa bước vô cái vòng thằng bo chưa viền bo nó chơi combo mình trước rồi sao đánh được. Ôi 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 Phật tổ, hơi đù nha, hơi bự nha, hơi bự dễ dính nha, hơi bự dễ dính nha. Ơ cái gì vậy, cái bị kẹt ơi. Ơi kẹt dưới đất ơi, kẹt dưới đất ơi, kẹt dưới đất ơi, cái gì vậy? Rồi rồi hết chưa? Không, hồi nãy cũng bị mà, hồi nãy tự nhiên bị lún xuống đất hay gì á. Hồi nãy tự nhiên mình đi kẹt dưới đất luôn mày. Vãi thiệt, thôi mình thắng rồi, mình thắng rồi. Rồi ok, vậy là mình thắng nha bạn. Phật tổ thắng, hồi nãy là mình vừa đếm cái này nè. Hồi nãy là mình vừa đếm xong đúng không, xong mình bật lên nè. Cái mình mới bước vô làng bo nó dùng bô lê rồi, tại mình bự mà bạn không có né được. Đó, vô đi vô là dính bô lê là đứng nhìn luôn. Rồi, thôi chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây. Thì mình đã thực hiện theo yêu cầu các bạn ha. Thì mình đã kết hợp cái dây chuyền nè, bút cái dây chuyền này với lại cái item này với lại Phật tổ, gọi là bá thiệt luôn mọi người. Hồi máu cực ngon luôn. Nhưng mà cái này mà đi với tộc cái áo này nè, cái lộn cái dây chuyền này á, như mình nói đó, đi với cái tộc quỷ á sẽ là ngon nhất nha bạn. Tại vì tộc quỷ còn được hút máu luôn mà đúng không, đó chiêu hút máu cái kiểu luôn. Thì các bạn thử kết hợp tộc quỷ Phật tổ thức tỉnh với lại cái dây chuyền này nè, trời ơi phải gọi là combo bất tử luôn các bạn ơi. Thực sự luôn, đó là vậy. Rồi thôi, thì chắc mình nghĩ là kết thúc clip tại đây. Thì các bạn thấy hay thì xin một like, một subscribe cho mình có động lực làm những clip hay nữa ha. Thì các bạn nào muốn mình làm thử combo bất tử này á thì comment bên dưới ha. Thì có gì mình có clip sau mình sẽ thử ha. Để mình thử xài cái áo cái dây chuyền hồi máu nhanh này nè. Phật tổ, lộn cái dây chuyền hồi máu nhanh này, Phật tổ với lại cái tộc quỷ á, xong mình thử đi solo ride luôn nha bạn. Solo ride Buddha luôn á, thực sự lại vậy hơi bị bá nha. Rồi. Vậy thôi ha. Thì chắc mình kết thúc clip tại đây. Thì các bạn đã thấy hay thì xin một like, một subscribe của mình mới có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.